Hiện nay, hộ chiếu vaccine bao gồm thẻ tiêm chủng CDC đã trở thành thủ tục thông hành giúp công dân có thể nhập cảnh tại quốc gia, chấp nhận người đã hoàn tất quá trình tiêm chủng COVID-19 mà không phải thực hiện quá trình cách ly bắt buộc thông thường. Mới đây, thì bác sĩ Việt Kiều Kevin Q. Trịnh, người Việt Nam đầu tiên tiêm đủ 2 liều vaccine tại nước Mỹ đã về nước, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bác sĩ này vẫn phải cách ly theo quy định của Việt Nam. Bác sĩ Việt Kiều Kevin Q. Trịnh đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 10 tháng 3. Ông đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và được chứng nhận bằng thẻ tiêm chủng CDC kèm theo hộ chiếu. Hiện Việt Nam chưa có cơ chế riêng cho công dân có hộ chiếu vaccine. Do đó, ngay sau khi nhập cảnh, bác sĩ Kevin Q. Trịnh đã về cách ly tại một khách sạn ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, theo quy định của Việt Nam. Bác sĩ Kevin Q. Trịnh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa y học thể thao và phục hồi chức năng sau sinh tại Mỹ. Lần này, ông về Việt Nam để liên hệ công tác. Ông cũng chia sẻ thêm về những phản ứng của cơ thể sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19 như cảm giác ớn lạnh, sốt nhẹ, vùng tiêm và cánh tay đau ê ẩm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông báo người đến thành phố từ Hải Phòng không phải cách ly tập trung từ ngày 10 tháng 3 sau khi Hải Phòng đã gỡ bỏ phong tỏa hai địa điểm cuối cùng là tại huyện Thủy Nguyên và quận Lê Chân. Sau khi Hải Phòng gỡ phong tỏa các địa điểm trên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gỡ bỏ lệnh cách ly với tỉnh này. Những người từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh không cần cách ly tập trung. Như vậy, hiện Thành phố Hồ Chí Minh chỉ áp dụng cách ly tập trung người từ một số địa phương ở huyện Cẩm Giang và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Những người ở nơi trên đến thành phố trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương phải cách ly tập trung, xét nghiệm 4 lần các ngày mùng 1, 5, 10 và 14. Người từng đến về từ các ổ dịch đang hoạt động không phải tiếp xúc gần hoặc đi qua địa điểm Bộ Y tế thông báo, không trong vùng giãn cách xã hội, phải cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày rời các địa điểm này, xét nghiệm giám sát một lần và xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly. Kể từ khi vaccine COVID-19 được phát triển, việc bảo quản trong điều kiện siêu lạnh vẫn luôn là bài toán khó. Tỷ loại vaccine COVID-19 cần được trữ đông ở nhiệt độ khoảng âm 80 độ C đến 8 độ C là thách thức trong khâu vận chuyển và bảo quản. Một tin vui là Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam xây kho lạnh để bảo quản vaccine COVID-19. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nhật đưa ra, khoản viện trợ cho 25 quốc gia và lãnh thổ được sử dụng để thiết lập các cơ sở trữ đông, phương tiện vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác cho việc phân phối vaccine ổn định. Nhật Bản đặt mục tiêu giúp đảm bảo tiêm chủng đến mỗi người và mọi người ở tất cả các nước đang phát triển, hy vọng dập tắt đại dịch càng sớm càng tốt. Viện trợ được thực hiện thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cũng cam kết tài trợ 200 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến COVAX, chương trình nhằm phân phối vaccine công bằng được thành lập nhằm đảm bảo người dân ở mọi nơi được tiếp cận tiêm chủng. COVAX dự kiến cung cấp 2 tỷ liều vaccine trên toàn thế giới đến cuối năm 2021. Bên cạnh Việt Nam, các quốc gia được hỗ trợ khác gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Maldives, Micronesia, Myanmar. Những ngày qua, mưa mù và nồm ẩm là trạng thái thời tiết phổ biến ở miền Bắc. Nồm ẩm thường xảy ra vào những thời điểm giao mùa, nhưng cao điểm nhất là trong tháng 3. Cuộc sống và sức khỏe người dân cũng bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết rất khó chịu này, ghi nhận của phóng viên VTC14. Khu tập thể Đại học Thủy lợi Hà Nội những ngày mưa mù. Từ trong nhà ra đến sân ngõ đều đã trở thành nơi phơi quần áo, chăn màn. Độ ẩm cao kéo dài suốt một tuần qua khiến quần áo không được hong khô. Anh Phạm Tuấn Long đều đặn mỗi ngày phải làm công việc này. Thời tiết mấy ngày hôm nay thì là nó rất là khó chịu, nó ẩm ướt. Thứ nhất là về cơ thể là khó chịu, thứ hai là quần áo là không thể khô được, phơi 2-3 ngày cũng không khô. Đấy, còn các cháu thì là về cái đường hô hấp của cháu là ảnh hưởng rất nhiều. Các ngôi nhà ở khu tập thể vốn đã chật hẹp, ẩm thấp lại càng trở nên ướt át, khó chịu hơn. Trong những ngày này, người già, trẻ nhỏ luôn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức hơn vì thời tiết. Nó khác hơn với mọi ngày. Tôi bảo sao mấy hôm nay nó lại mệt mỏi mà chân thì rức hơn. Kiểu mắt nó cứ hơi kiểu như là hộp ấy. Thời tiết nó ẩm ướt, khó chịu. Còn tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội, nồm ẩm cũng khiến người dân mệt mỏi hơn vì phải luôn chân, luôn tay dọn dẹp. Khó chịu lắm vì con cái nhỏ ốm đau, đêm hôm cháu ngủ ra mồ hôi nhiều nên là ốm đau nhiều, nên là vất vả lắm, khổ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là dạng thời tiết đặc trưng trong tháng 3 khi không khí lạnh suy yếu, đưa nhiều hơi ẩm vào đất liền. Nồm ẩm là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng,
nhất là đối với trẻ nhỏ và người già nên cần chú ý đề phòng. Đúng theo quy luật, bởi vì là trong những tháng đầu tiên tháng chính đông thì không khí lạnh thường di chuyển theo cái phương Bắc Nam và ảnh hưởng sâu xuống nước ta. Thì trong những cái giai đoạn cuối mùa, đặc biệt nhất là tháng 3 này, thì không khí lạnh sẽ di chuyển lệch về phía Đông Nam vòng ra biển và sau đó là mới bắt đầu tác động vào nước ta. Như vậy là cái ẩm nó mang vào, cái bình lưu ẩm mang vào rất là lớn. Nên là cái tình trạng này nó xảy ra và nó thường xuyên kéo dài thành từng đợt. Trạng thái thời tiết như trên tại miền Bắc dự báo sẽ còn kéo dài đến hết ngày 16 tháng 3. Trong khoảng thời gian này, đêm và sáng có sương mù, độ ẩm trong không khí luôn duy trì trên 75%. Tình trạng người dân không triển khai gieo cấy 3 vụ liên tiếp đã khiến cho nhiều cánh đồng rộng lớn ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang trở thành những cánh đồng hoang. Nguyên nhân là do nông dân và chính quyền địa phương chưa tìm được tiếng nói chung trong cách chia ruộng đất sau khi dồn thừa đổi ruộng. Xã Xuân Phú có diện tích đất tự nhiên hơn 531 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp đưa vào sản xuất là 322 ha. Thực hiện công tác dồn điền đổi thừa theo kế hoạch từ năm 2018, xã đã đăng ký với tỉnh triển khai 250 ha và đến tháng 1 năm 2020, Xuân Phú đã thực hiện được 260 ha, vượt hơn so với kế hoạch. Cái thuận lợi khó khăn trong công tác dồn thừa đổi ruộng ở xã Phú Xuân hiện nay là nhân dân, một số nhân dân chưa đăng ký nhận ruộng. Cái mà mong muốn phương là các hộ mà chưa nhận ruộng là phải tạo điều kiện để cho những hộ đã được giao ruộng đưa vào sản xuất của cái vụ chiêm xuân năm 2021 này, và các hộ là cũng tiếp tục là nhận ruộng để xã sớm hoàn thành cái việc là giao ruộng cho nhân dân, và ủy ban xã cũng tập trung để giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Có thể nói, sau một thời gian nỗ lực và quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, công tác dồn điền đổi ruộng ở Xuân Phú đã cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã Xuân Phú lại gặp phải một số vấn đề như người dân không nhận ruộng sản xuất, diện tích ruộng đồng bị bỏ hoang rất lớn, ước tính lên đến 150 ha. Nguyên nhân là do nhiều người dân ở xã Xuân Phú sau khi thực hiện việc dồn điền đổi thừa, xong có yêu cầu không góp đất để làm mương và đường nội đồng. Bên cạnh đó, bà con cũng yêu cầu xã không làm bãi rác 3.600 m² vì sợ bị ô nhiễm, hủy bỏ một số tuyến đường nội đồng. Bảy sào thì đến vụ này là 3 vụ không cày được cấy được rồi. Thế bây giờ con dâu nói rằng là đi làm thì cấy được 3-7 sào thì cấy được mấy sào? Chả được sào nào, báo cáo với thì các ông là chúng tôi không cấy được sào nào. Ở đây là dân căn bi 1 và căn bi 2 là đất của dân chúng tôi, là ủy ban nhân dân xã dồn thửa đổi ruộng không đúng mục đích, là mương máng chưa xong đã chia ruộng, trong khi đó là ruộng của dân căn bi là có hơn chục hộ gia đình nhận ruộng thôi mà ủy ban nhân dân xã đã chia ruộng cho dân. Một số người dân tại xã Xuân Phú cho biết, việc dồn điền đổi thừa ở các xã thiếu công khai, dân chủ, bàn bạc thiếu sự thống nhất trong nhân dân từ các bộ phận được giao nhiệm vụ. Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổng điều tra kinh tế được 10 ngày và trong quá trình thực hiện thì đã phát sinh một số khó khăn khi nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang tạm dừng hoạt động. Để có số liệu đầy đủ, đúng đối tượng, đúng đơn vị điều tra, không bỏ sót và phù hợp với điều kiện thực tế, công tác điều tra đã được Đà Nẵng triển khai bằng nhiều giải pháp ngoài hình thức trực tuyến. Trong tuần đầu tiên triển khai thu thập số liệu, công tác tổng điều tra kinh tế tại Đà Nẵng đã phát sinh một số khó khăn. Do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động, các doanh nghiệp này cũng không cung cấp thông tin. Đối với nhóm này, các tổ thu nhập thực địa phải bám sát địa bàn, có phụ trách đứng điểm để công tác thu thập thông tin kịp thời, đầy đủ. Ban chỉ đạo quận sẽ thành lập ra 3 cái đoàn mà sau cái thời gian mà doanh nghiệp không cung cấp thông tin đó, thì các đoàn đó sẽ trực tiếp xuống tại địa chỉ doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp hỗ trợ cho điều tra viên trong vấn đề thu thập thông tin của cái cuộc tổng điều tra này. Ở một số khu vực đặc thù như huyện nông thôn Hòa Vang, công tác điều tra chủ yếu phải thực hiện bằng các tổ thực địa. Khó khăn của Hòa Vang thì có địa bàn thì tương đối rộng,
mà xa đã có kế hoạch là họp ban chỉ đạo đã gỡ xuống tất cả đài phát thanh truyền hình của quận cũng như đài phát thanh một xã để tuyên truyền cho người dân. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, hiện nay công tác tuyên truyền về tổng điều tra kinh tế năm 2021 đang được đẩy mạnh để các đối tượng điều tra nắm rõ và hợp tác thông qua phiếu điện tử và phiếu trực tuyến. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã thành lập 64 ban chỉ đạo và 8 tổ thường trực các cấp để tiến hành điều tra. Từ cấp thành phố đến cấp quận huyện phải bám sát địa bàn cơ sở đã được phân công phụ trách, tổ chức đứng điểm để đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại địa bàn. Ban chỉ đạo các quận huyện cũng đã triển khai đúng theo cái phương án và kế hoạch của ban chỉ đạo thành phố. Tất cả các doanh nghiệp đều nhận được cái thông tin về cuộc tổng điều tra này, và kế toán các đơn vị cũng như là điều tra viên cũng như chủ doanh nghiệp cũng là tinh thần rất tích cực và có trách nhiệm. Dự kiến kết quả sơ bộ của Đà Nẵng sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2021, kết quả chính thức công bố vào tháng 2 năm 2022. Thương mại điện tử thời gian qua phát triển khá nhanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế trong việc mua bán trên thị trường trực tuyến như vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội. Bởi vậy mà thời gian qua đã gia tăng các vụ khiếu nại xâm phạm quyền người tiêu dùng. Là người có thói quen mua hàng online, chị Hà đã từng mua phải hàng không như quảng cáo. Và lần mới đây nhất chính là chiếc đồng hồ này. Lúc họ ship đồng hồ đến thì tôi mở hộp ra thì tôi đã thấy nghi nghi. Và mọi người cũng nói với tôi là đồng hồ chính hãng, không có giá rẻ như vậy. Và tôi đã mang ra cửa hàng bán đồng hồ gần nhà và đưa cho họ xem. Và họ đã khẳng định đây là hàng nhái. Theo phản ánh của người tiêu dùng, tình trạng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không như hình quảng cáo trên mạng diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ. Có một số trường hợp thì không hoàn hàng được mà shop bán hàng sẽ im luôn, không phản hồi cho mình. Thì một số trường hợp đấy em có biết đến số đường dây nóng của Bộ Công Thương thì em đã từng gọi đến để khiếu nại để giúp mình giải quyết về những cái vấn đề tiêu dùng đấy ạ. Mình sẽ khiếu nại là cái hàng đấy là không như cái mình mong muốn và không giống thật như là cửa hàng đã quảng cáo. Và sau đấy thì em cũng sẽ sẵn sàng là khiếu nại với một tổ chức là vì quyền lợi của người dùng ạ, để khiếu nại họ và sau này để những người khác sẽ không rơi vào đúng cái tình trạng như là của em ạ. Năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nhận được hơn 14.000 phản ánh, khiếu nại, yêu cầu tư vấn từ người tiêu dùng liên quan đến những quyền lợi mà người tiêu dùng chưa được đảm bảo. Đáng chú ý, các vụ việc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên các giao dịch thương mại điện tử có xu hướng tăng mạnh. Thì thông thường cái tỷ lệ giải quyết nó đều khoảng tầm 95-97%. Sau khi mà nhận được cái số lượng vụ việc khiếu nại nhiều như vậy, thì cục đã gửi cái yêu cầu cũng như là trực tiếp làm việc với các cái chủ sàn thương mại điện tử để mà đề nghị họ là có cái sự rà soát chính sách, hoàn thiện chính sách cũng như là có cái giải quyết hiệu quả các tranh chấp khiếu nại của người tiêu dùng. Cục cũng rất là quan tâm đến việc xây dựng các cái chương trình tuyên truyền, đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức để người tiêu dùng có thể tiêu dùng qua thương mại điện tử bằng cách thông minh, thông thái và tốt hơn. Dự báo trong 2-3 năm tới, tỷ lệ gian lận thương mại trên thương mại điện tử sẽ chiếm đến từ 50-60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác kiểm tra giám sát, thì nghị định mới khi được chính phủ ký ban hành có hiệu lực sẽ là thay đổi rất quan trọng với môi trường phát triển thương mại điện tử, hướng đến bảo vệ người tiêu dùng. 10 năm trước, 61 hộ đồng bào, chủ yếu là đồng bào Stiêng ở Bình Phước, không có nhà ở, không có đất sản xuất, phải đi làm thuê, sống nay đây mai đó. Nhờ chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, bà con được xây nhà, cấp đất sản xuất để ổn định cuộc sống. Ngôi làng được bà con gọi là làng 61. Và sau 10 năm định cư thì nay làng 61 đã thay ra đổi thịt, trẻ em được đến trường, nhiều hộ gia đình đã vượt khó vươn lên làm giàu. Gia đình anh Điều Châu, người dân tộc Stiêng, là một trong 61 hộ được về sống định cư tại làng 61, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Từ chỗ không có nhà, không có đất sản xuất, hàng ngày phải đi làm thuê, nay đây mai đó để kiếm sống. Đến nay, gia đình anh Điều Châu đã được làm chủ trên ngôi nhà và khu dãy của mình.
Trước đây gia đình tôi không có nhà, không có đất, phải đi làm thuê, làm mướn, kiếm sống qua ngày. Nay được nhà nước giúp cho căn nhà và 7-6 đất để sản xuất. Đời sống gia đình đã khấm khá, con cái đều có việc làm, được đi học đầy đủ. Cảm ơn Đảng, Nhà nước. Cũng được về ở làng 61, gia đình chị Thị Hải từ chỗ không có nhà, không có đất và không có việc làm. Này được nhà nước bố trí định canh, định cư, kinh tế gia đình chị Hải đã khấm khá lên từng ngày. Được nhà nước chăm lo cho chúng tôi cảm ơn. Trước đây du canh du cư, không có đất, không có nhà. Khi đến đây thì chúng tôi đã có đầy đủ mọi thứ. Hàng ngày đi cả mù cao su trong dãy, gia đình còn đi cạo thuê cho các công ty. Thu nhập của gia đình cũng ổn định, con cái được đi học. Làng định cư 61 được huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xây dựng từ năm 2012 với tổng diện tích gần 55 ha, gồm đất ở và đất sản xuất. Đây chính là chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư. Cùng với sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, những hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng 61 đang khởi sắc từng ngày. Cái khởi sắc thứ nhất đó là diện mạo về nhà ở rồi hạ tầng, đường điện, nước sạch nông thôn được các cấp các ngành từ trung ương, tỉnh, huyện đầu tư, rồi hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc đã làm tốt cái công tác vận động cho nhân dân để xây dựng và đổi mới cái nếp sống, thay đổi nếp sống mới. Từ năm 2014, huyện Đồng Phú đã đầu tư xây dựng 11 km đường giao thông với kinh phí 4,4 tỷ đồng, xây dựng hệ thống nước sạch và nhà sinh hoạt cộng đồng với kinh phí 600 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn vốn từ chương trình 33 của chính phủ cũng đã hỗ trợ xây dựng 6,3 km đường nhựa với kinh phí 11 tỷ đồng. Việc bố trí định canh, định cư cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất, không có việc làm để ổn định cuộc sống là một chính sách hợp lòng dân, không những thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những người yếu thế, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc còn khó khăn, mà đó còn là tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái của dân tộc.